Mới đây, công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, công ty không sản xuất lô thuốc viên nén Tetracycline Trung ương 3 nào có quy cách đóng gói lọ 400 viên. Như vậy, các sản phẩm viên nén Tetracycline Trung ương 3 có quy cách đóng gói lọ 400 viên, số đăng ký VG28109-17, sản xuất từ đầu năm 2021 đến nay là thuốc giả. Sở Y tế tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh, bán buôn bán lẻ, thuốc trên địa bàn tỉnh không được bán và sử dụng thuốc nêu trên. Đồng thời tiến hành kiểm kê, trả lại nơi cung ứng, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh, tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn. Đối với các thuốc có nguy cơ vi phạm chất lượng, khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm trên nhãn ghi viên nén tetracycline Trung ương 3 nêu trên. Kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới các cơ quan chức năng.